hay trừ tất cả ác tướng trong quốc độ như là ác tặc, ác điểu, ác thú, ác phong, ác vũ, ác hàng, ác nhiệt. Này Nhật Mật, nếu có người hay tụng Đà La Ni này thì có thể được thấy vô lượng chư Phật. Này Nhật Mật, ông thọ trì chú này đến thế giới ta bà kia, hướng hàng tứ chúng mà tuyên nói đầy đủ đó. Đức Ngũ Công Đức Như Lai liền nói Đà La Ni rằng: Bà Di Bà Xà Ba Lợi Bà Linh, Bà Hê Bà Ha Ba Lợi Bà Linh, Ti Lợi Si Tỷ Ti Lợi Si Ba Lợi Bà Linh, A Tỳ A Bà Ba Lợi Bà Linh, Để Xà Ba Lợi Bà Linh, Ma Linh Ma La Ba Lợi Bà Linh, Khê Kỳ Khước Già Ba Lợi Bà Linh, A Lộ Xí A Lộ Ca Ba Lợi Bà Linh, Đá Mế Đá Ma Ba Lợi Bà Linh, Tư Linh Tư La Ba Lợi Bà Linh, Già Mế Già Ma Ba Lợi Bà Linh, A Bộ Bà Ba Lợi Bà Linh, La Ma La Ma La Ma La Mế, La Ma Lã La Lã La Lã La, Ma Tỷ Toá Nhã Na, Phục Đa Kỳ Hê Phục Đa Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Giá Táp Kỳ Lực Hê Giá Táp Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Thâu Lộ Đa Kỳ Lực Hê Thâu Lộ Đa Kỳ Lục Ma Ba Lợi Bà Linh, Kỳ Lãng Na Kỳ Lực Hê Kỳ Lãng Na Kỳ Lãng Ma Ba Lợi Bà Linh, Thời Chúc Kỳ Lực Hê Thời Chúc Kỳ Lãng Ma Ba Lợi Bà Linh, Ca Xà Kỳ Lực Hê Ca Xà Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Ma Na Kỳ Lực Hê Ma Na Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Bát Thi Kỳ Lực Hê Bát Đà Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Tỳ Đà Na Kỳ Lực Hê Tỳ Đà Na Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Thất Nang Kỳ Lực Hê Thất Nang Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Ưu Ba Đà Kỳ Lực Hê Ưu Ba Đà Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Bà Bà Kỳ Lực Hê Bà Bà Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Xà Đề Kỳ Lực Hê Xà Đề Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Xà Lã Manala Kỳ Lực Hê Xà Lã Manaha Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, Đậu Khê Tát Đa Ba Kỳ Lực Hê Đậu Khê Tát Đa Ba Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, A Lã Ba Lã Chùy Xà Kỳ Lực Hê A Lã Ba Lã Chùy Xà Kỳ Lực Ma Ba Lợi Bà Linh, A Bạc Đa Tỷ Bạc La Tả A Bà Lã Mâu Ba Ma Tát Tả Tỷ Già Tỷ Ni Bạc Đa A Đà Lợi Giả Lại Mế Tán Tỷ Già Phiến Đề Xá Ha. Nhật Mật Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể đến nơi ta bà thế giới kia tuyên nói chú ấy, chỉ ở nơi cõi ấy sanh lòng e sợ. Tại sao? Vì vừa rồi Như Lai vì tôi mà tuyên nói, chúng sanh cõi ta bà có nhiều tệ ác, dường như kẻ sanh lung, sanh manh, sanh á, tùy theo ý nữ nhân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có kẻ thuận theo ý nữ nhân, thì nên biết người ấy dứt hẳn thiện căn. Đức Ngũ Công Đức Như Lai nói: Này Nhật Mật, nay ông chẳng vì hiện lợi hậu lợi mà nên vì lợi ích tất cả chúng sanh, chỉ qua đó tuyên nói thần chú, chớ có lo sợ. Này Nhật Mật, ông chẳng phải là Duy Ma Cật ở bên kia ư? Cớ chi ông lại lo sợ? Nhật Mật Bồ Tát nín lặng không đáp. Đức Phật nói: Này Nhật Mật, sao ông yên lặng vậy? Nhật Mật Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, Duy Ma Cật kia tức là thân tôi ở cõi kia hiện thân hình bạch y vì các chúng sanh mà tuyên nói pháp yếu. Hoặc có lúc tôi hiện thân Bà La Môn, hoặc thân Sát Lợi, thân Tỳ Xá, thân Thủ Đà, hoặc thân Tự Tại Thiên, thân Thiên Đế Thích, thân Phạm Thiên, hoặc hiện thân Long Vương, A Tu La Vương, Ca Lô La Vương, Khẩn Na La Vương, hoặc hiện thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Trưởng Giả, thân Nữ Nhân, thân Đồng Nam, thân Đồng Nữ, thân Súc Sanh, thân Ngạ Quỷ, thân Địa Ngục. Tôi hiện các thứ thân hình như vậy để điều phục chúng sanh. Lúc ấy trong chúng có 8 vạn Bồ Tát đồng một tam muội xuất nhập cùng đồng. Còn có vô lượng vô số Bồ Tát tâm điệu động, chí tâm hệ niệm, muốn được gần thấy lễ lạy Thích Ca Mâu Ni Phật và đại chúng, cũng muốn nghe học kinh điển Đại Thừa Di Diệu. Đại chúng như vậy
đều đồng lòng muốn qua Ta Bà thế giới. Nhật Mật Bồ Tát nghĩ rằng: ta vì đại chúng này muốn nói đại sự. Tại sao? Vì đại chúng này tâm họ chưa định. Nếu qua cõi kia, hoặc có thể họ sanh tâm điên đảo, gần kề ác tri thức. Đức Ngũ Công Đức Phật bảo Nhật Mật Bồ Tát rằng: này Nhật Mật, nay ông chớ nên sanh lòng e sợ. Nay ta sẽ ban cho đại chúng Bồ Tát bất cộng pháp hành, vô tưởng hành, điều phục hành, giải thoát hành, phân biệt sanh tử hành, bất đoạn tam bửu hành, đại từ đại bi hành, nhất thiết trí giải thoát hành, phá hoại tứ ma ác tà luận hành, tận trí vô sanh trí hành, tất cánh nhập niết bàn hành. Đây gọi là Liên Hoa Đà La Ni môn. Đà La Ni này làm cho Bồ Tát chẳng thích ưa tam giới, mà chứng vô tướng giải thoát môn và nhập vô hành giải thoát môn. Này Nhật Mật, nếu người tin thì nên chí tâm lắng nghe Liên Hoa Đà La Ni này. Người ấy hay nhẹ mỏng tất cả tham dục, tất cả phiền não, xả thân bảy đời, thường được sanh cõi trời, nhớ biết túc mạng, dầu ở dục giới chẳng bị dục làm ô nhiễm, thường thích xuất gia, được nhân thiên vui cúng dường. Nếu có người hay bảy ngày chí tâm rồi lắng nghe Đà La Ni này, thì trọn chẳng đọa lạc trong ba ác đạo. Nếu hàng nhân thiên lắng nghe Đà La Ni này, thì xa lìa tham dục mà tu tập thiền định. Nếu có người hay đối với quốc vương, sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà mà tuyên nói Liên Hoa Đà La Ni này, người nghe liền phát tâm xuất gia. Nếu nữ nhân chí tâm nghe Đà La Ni này, thọ trì đọc tụng, liền chuyển thân nữ nhân được thân nam tử nơi vô thượng bồ đề, tâm không thối chuyển, dẫn đến được đại bát niết bàn, trọn chẳng còn thọ thân nữ nhân, trừ tự phát nguyện. Này Nhật Mật, nếu có người hay đem chú này mà chú các cây cỏ thuốc, rồi đem sơn trét trống loa, lúc đánh lúc thổi, người nghe tiếng, tất cả tà kiến cổ độc, các bệnh tệ ác đều không làm hại được. Liên Hoa Đà La Ni này thành tựu vô lượng phước đức. Liền nói chú rằng: Tư Đà Ma Đề, Tỷ Lộ Ca Ma Đề, Y Lê Xí Để Lợi Tỷ, Lưu Giá Tu Lưu Giá, Phật Đề Tỷ Phật Đề, Ma Ha Phật Đề, Ô Ma Đề Ô Ma Đa Ba La Đề Tỷ Đa Ninh, La Già Bà La Ca Đà La Ba Lợi Đề Tỷ Đà Ninh, Tần Đậu Ma Đề, Chí Tra Ba La Đề Tỷ Đà Ninh, Ác Xí Chiến Đà Đậu, Ha Ha Chí Trí, Ha Đa Ni Mế, Ha Đa Ca Ma Tỷ Kỳ, Ha Đa Phú Na Bà La Xà, Ha Đa Ta Mộ Đề, Ha Đa Tỷ Ma Đa Phật Đề, Ha Đa Xà Kỳ Ly, Ha Đa Tỷ Ta Ma Kỳ Ly, Ha Đa Ta Mâu Đà Xà Tỳ, Ha Đa Tỷ Ma Đa Lã Kỳ, Ha Đa Hi Hê, Ha Đa Giá Tri, Ha Đa Đạt Ba La Xà, Ha Đa Bà Hưu La Xà, Ha Đa Bà Xà Ma Đề, Ha Đa Lưu Già Ma Đề, Ha Đa Ô Già Lại Mế, Ha Đa Đà Ma Mật Đề, Ha Đa Tát Bà Ưu Ba Đà Na, Nhã Nhã Nhã, Tỷ Xà Nhã Nhã, Tỷ Bà Xà Nhã Nhã, Bà Lã Mạc Lực Già Nhã Nhã, Y Sa An Đâu Lã Già Đậu Xí, Xá Ha. Này Nhật Mật, Liên Hoa Đà La Ni ấy hay dứt tứ lưu. Ông nên chí tâm thọ trì Đà La Ni ấy mà đến cõi Ta Bà. Tại sao? Vì thế giới kia có trăm ức ma chúng hay phá hoại các thiện pháp của chúng sanh. Các ông nếu tụng Đà La Ni ấy thì chẳng bị ác ma kia xâm phạm. Nhật Mật Bồ Tát cùng vô lượng ức chư Bồ Tát và vô số nhân thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai trí huệ bất khả tư nghị, từ trước chúng tôi chưa từng nghe Đà La Ni ấy. Lúc ấy 84.000 nữ nhân nơi thế giới vô lượng nghe Liên Hoa Đà La Ni rồi liền chuyển thân nữ thành thân nam. Phật Ngũ Công Đức lấy tràng hoa chim bà bảo Nhật Mật Bồ Tát rằng: Này Nhật Mật, ông cầm tràng hoa chim bạc này và Đà La Ni
qua thế giới Ta Bà cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong đại hội có 8 vạn Bồ Tát đồng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cũng muốn đến Ta Bà thế giới. Đức Ngũ Công Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, các ông nếu đi thì nên hiện thân Phạm Thiên. Đại chúng Bồ Tát ấy liền hóa làm thân Phạm Thiên, qua Ta Bà thế giới đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, đầu mặt lễ lạy, hữu nhiễu ba dòng, rồi ngồi qua một phía. Bấy giờ cả cõi Ta Bà liền có trận mưa hoa chim bà khắp mọi nơi. Đức Phật dẫn vị vua Tần Bà Sa La tuyên nói pháp hành. Nam phương quá số thế giới bằng số cát đầy trong một thành cao rộng đều một do tuần. Có một thế giới tên là Ca Sa Tràng, đủ ngũ trược, có Phật hiệu là Sơn Dương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hiện tại vì chúng sanh tuyên nói pháp yếu. Có một Bồ Tát hiệu là Hương Tượng Dương, ngước nhìn hư không, thấy có vô lượng Bồ Tát từ phương Nam đi đến thẳng qua phương Bắc, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà vô lượng đại Bồ Tát từ phương Nam đi thẳng qua phương Bắc? Đức Phật Sơn Dương Như Lai nói: Này Hương Tượng Dương, về phương Bắc quá số thế giới bằng số cát đầy trong một thành cao rộng đều một do tuần, có thế giới tên Ta Bà. Phật Thích Ca Mâu Ni ở đó tuyên nói kinh Đại Tập Di Diệu, phân biệt tam thừa để chẳng dứt chủng tánh tam bửu, chẳng dứt pháp hành phá ma giới dựng pháp tràng. Tất cả mười phương chư Phật Thế Tôn đều ở nơi cõi ấy tuyên nói giải bày bửu tràng Đà La Ni. Nói rồi chư Phật trở về bổn trụ xứ. Thích Ca Như Lai vì chư Bồ Tát và chúng thanh văn tuyên nói pháp yếu: Các ông có muốn qua Ta Bà thế giới nghe học pháp chăng? Nay ta cũng muốn giữ dục cho Đức Phật ấy, đó là đoạn nghiệp Đà La Ni tùy thuận không môn, dứt tham sắc kiêu mạn, mạng mạn, ngã mạn, nhẫn đến để được tận trí vô sanh trí vậy. Liền nói chú rằng: Đậu Mạc Đề, Đậu Mạc Đề, Áo Xoa Đậu Mạc Đề, Ba La Bà Xoa Đậu Mạc Đề, Tát Bà A Ca Xá Đậu Ma, A Tỳ Khê Già, Tỳ Mế Đa Khê Già, A Tỳ Xoa Khê Già, A Bà Mạc A Khước Già, A Na Nhã Khước Già, Tỳ Giả Phật Đề Khước Già, Bà Lộ Giá Khước Già, Thức Xí Khước Già, Tỷ Đề Di Lã Khước Già, Ô Số Ma Khước Già, Ô La Khước Già, A Xoa Khước Già, Xà Bà Ma Na Khước Già, Thấp Ba Ba Khước Già, Xà Bà Tỷ Nhã Na Khước Già, Giá Tát Đà Đâu Khước Già, Xà Bà Ma Na Tỷ Nhã Đa Đà Đâu Khước Già, Ti Lợi Si Tỷ Đà Đâu Khước Già, Xà Bà Tỷ Nhã Na Đà Đâu Khước Già, Chiết Vá Lợi Mật Đâu Ba Na Khước Tỷ Già, Xà Bà A Tỳ Đà Ni Ca Khước Già, Đậu Khê Khước Già, Xà Bà Mạc Lực Khước Già, Tỷ Bà Bà Na, A Tỷ Xoa Bà, A Bà Na Na, Tỷ Na Na, Bà Mâu Đà Na Na, Tát Bà Ca Lã Na Na, Tát Bà Tán Đá Na Tỷ Cụ Ba Na Na, A Ký Chi Na Na, Xoa Bà Xoa Bà, Y Lợi Mật Lợi, Y Y Lợi, Y Y Lan Di Lợi, Xá Ha. Này Hương Tượng Dương, đây gọi là tùy không tam muội Đà La Ni vậy. Đà La Ni này có năng lực dứt hẳn tất cả dục tham, sắc tham và vô sắc tham, dẫn đến dứt trừ tất cả phiền não. Ông nên nhất tâm thọ trì đọc tụng Đà La Ni này, qua thế giới Ta Bà kia giáo hóa chúng sanh. Hương Tượng Dương Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thọ trì đọc tụng Đà La Ni tùy thuận không tam muội ấy. Nay tôi muốn qua thế giới kia nhưng có lòng e sợ. Tại sao? Vì tôi từng nghe Đức Phật nói chúng sanh cõi Ta Bà tệ ác, có nhiều tham sân si. Đức Phật Sơn Dương nói: Này Hương Tượng Dương, ông thường hóa hiện nhiều thân để giáo hóa chúng sanh, hoặc hiện thân Bà La Môn, thân Ma Hê Thủ La, thân Đế Thích,
thân Na La Diên, thân Chư Thiên, thân Quỷ, thân Rồng, thân Atula, thân Chuyển Luân Dương, thân Bà La Môn, thân Sát Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà, thân Đại Thần, Trưởng Giả, thân Thanh Văn, Duyên Giác, thân Nam, thân Nữ để giáo hóa chúng sanh. Sao lại nói với thế giới kia có lòng e sợ ư? Nay ta sẽ ban cho ông đại pháp hành pháp, nhất thiết trí huệ, hay biết được các hành, hay phá tứ ma hành, hay điều tất cả chúng sanh hành, hay hỷ tất cả chúng sanh hành, chẳng dứt tam bửu hành, hay điều tất cả ác long hành, hay phá tất cả chúng sanh ác nghiệp hành, đại từ đại bi hành, phá tam ác đạo hành, cứu chúng sanh hành, phá ác kiến hành, hay phá nữ nghiệp hành, tất cả pháp vô tận hành, hay phá tất cả sang tham hành, hay được tất cả tam muội thần thông hành, hay khiến chúng sanh hoan hỷ hành, dẫn đến có thể được bồ đề đạo hành. Nếu có chúng sanh nghe các hành này thì nên biết người này có thể phá hoại hằng hà sa các ác nghiệp nhân duyên, dứt tuyệt ba chướng, chỉ trừ tội ngũ nghịch, hủy bán kinh phương đẳng đại thừa và chê bai thánh nhân. Vì thế nên có người tín tâm hay nghe học các hành như vậy thì người này tùy ý chứng được tam thừa, chẳng rời thập phương chư Phật, chư Bồ Tát A La Hán, hay thanh tịnh ba nghiệp tùy chúng sanh ý. Nên biết người này có thể xả thí tất cả, nhẫn đến đầu mắt tất cả các ác độc chẳng gia hại được. Người này nếu lúc thi la ba la mật thì được đủ nhẫn giới, giới thánh nhân ưa, giới thánh nhân nhớ, giới đại tịch tỉnh, giới điều phục phạm, thích, tứ dương, giới điều phục sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà. Người này trọn chẳng tự khen mình mà chê trách người, tâm thường quở trách lợi dưỡng thế gian, ngủ yên thức an, thân không bệnh khổ, dễ được uống ăn, mọi người đều thích thấy. Lúc chết, người ấy được thấy chư Phật, chư Bồ Tát khen rằng: lành thay, người khéo trì cấm giới, tinh tiến, không lười, sẽ sanh nước ta. Ta có thể làm cho ngươi trụ bậc thập trụ. Do thấy Phật lòng hoan hỷ, do nhân duyên ấy nên xả thân liền sanh tịnh quốc, vị ngang bậc thập trụ, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Người này nếu hành tỳ lê gia ba la mật thì thành tựu đại lực, thân tâm không tật bệnh, đi đứng mạnh mẽ, thành tựu bố thí giới ba la mật. Hàng chư thiên và bát bộ thần đều đến cúng dường, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Nếu lúc hành sằng đề ba la mật được pháp duyên nhẫn, chẳng giác chẳng thấy tất cả chúng sanh. Người này nếu bị tất cả chúng sanh cắt thẻo thân thể, trọn chẳng sanh một niệm giận thù, dẫn đến được vô thượng bồ đề, thường được nhân thiên cúng dường. Người này nếu lúc hành thiền ba la mật được pháp duyên thiền định giải thoát, thập phương chư Phật không lúc nào chẳng hộ niệm, dẫn đến được vô thượng bồ đề, thường được hàng nhân thiên cúng dường. Người này nếu lúc hành bát nhã ba la mật thường được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, thích nơi tịch tỉnh điều phục tâm giới, tỏ rõ thông đạt tất cả pháp giới, tâm không nghi ngại, tất cả nhân thiên chẳng thể trở ngại phá hoại được tâm người này, dẫn đến được vô thượng bồ đề, thường được nhân thiên cúng dường. Này Hương Tượng Dương, người thọ trì hành ấy thì qua thế giới ta bà không còn kinh sợ. Này Hương Tượng Dương, nếu là kẻ mà tịnh thế giới không chấp nhận thì đều ở cõi ta bà ấy, đó là kẻ phạm tội ngũ nghịch, hủy bán kinh điển phương đẳng đại thừa, chê bai thánh nhân, phạm tứ trọng cấm. Những kẻ như vậy làm ô nhục thế giới ta bà. Phật Thích Ca Mâu Ni vì bổn nguyện nhân duyên nên hiện thân trong cõi ấy. Này Hương Tượng Dương, nếu người ác cõi ấy nghe hành này thì trong 7 năm tu từ bi, tâm lìa 4 lỗi, nơi miệng tu tập lục niệm, người này lại phải tự tắm gội sạch sẽ, mặc y phục mới sạch, hướng về hương đông, chí tâm lễ lạy tụng đại hành Đà La Ni, dẫn đến 7 năm tất cả các tội ác đều tiêu diệt cả.
Nếu có nữ nhân hay hành như vậy, liền chuyển thân nữ thành thân nam, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Liền nói chú rằng: Xá la na tỳ xà, thức xoa tỳ xà, mật đề tỳ xà, ba la ha na tỳ xà, luật đề tỳ xà, nhân đề lợi xà tỳ xà, bà la tỳ xà, bộ trừng già tỳ xà, tam ma đề tỳ xà, đà la ni tỳ xà, xoa đề tỳ xà, trường na tỳ xà, a lưu ba tỳ xà, đà ni xà tỳ xà, mặc lực già tỳ xà, a bí nhã tỳ xà, ba la đề tán tỷ đà tỳ xà, phục di tỳ xà, bí đà tỳ xà, ma ha mế la tỳ xà, ma ha già lưu na tỳ xà, ti lợi si tỷ tỳ xà, tác đoả tỳ xà, đà ma tỳ xà, đa ma tỳ xà, a lộ ca tỳ xà, ba la đề ba sa tỳ xà, ba la đề thủ lục ca tỳ xà, già già na tỳ xà, ma lưu đa tỳ xà, thủ nhã đa tỳ xà, ba la đề đa tỳ xà, a ni mật đa tỳ xà, cụ sa tỳ xà, cần giá na tỳ xà, a tỷ bà sa, a nâu na, a nâu na, a bà ha giá giá, giá giá la tỷ mâu, xoa xà tỷ mâu, a ma tỳ xà tỷ mâu, a ta mâu đà giá la tỷ mâu, sa đà tỷ mâu, a ca xá tỷ mâu, bộ ba xá ma tỷ mâu, a na bà sa tỷ mâu, a ha ha tỷ mâu, a la ba lã tỷ mâu, úc ba xá ma sa lợi la tỷ mâu, xá ha. Hương Tượng Vương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi thọ trì đọc tụng thơ tả đại hành Đà La Ni rồi, qua ta bà thế giới. Cõi ấy còn có vô lượng đại Bồ Tát khởi định đồng bạch Phật ngũ công đức rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cũng muốn cùng qua ta bà thế giới, kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai và nghe học kinh điển đại tập. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, các ông muốn qua cõi đó thì tùy ý. Nay chánh là phải lúc, các ông nên hóa làm thân Thiên Đế Thích, Hương Tượng Vương Đại Bồ Tát cùng đại chúng Bồ Tát đều biến thân làm Thiên Đế Thích cùng đến ta bà thế giới. Đến nơi rồi, liền mưa các thứ hương xuống ta bà thế giới. Đó là hương ngưu đầu chiên đàn, hương kiên ngạnh, hương đa ma la bạc, hương trầm thủy, hương đa già la để cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương Tượng Vương Đại Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát từ hư không xuống, đầu mặt lễ Phật, hữu nhiễu ba dòng, ngồi qua một phía. Tây phương quá 40 hằng hà sa số chư Phật thế giới, có thế giới tên là Kiên Tràng Đủ Ngũ Trược, có Phật hiệu là Cao Quý Đức Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, hiện đương tuyên nói pháp yếu giáo hóa chúng sanh. Có một Bồ Tát tên là Quang Mật Công Đức, ngước nhìn hư không, thấy vô lượng Bồ Tát từ phương Tây đến đi thẳng qua phương Đông, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà vô lượng Bồ Tát chúng từ phương Tây đến đi thẳng qua phương Đông? Đức Phật Cao Quý Đức Vương nói: